Cả các bạn đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Ở trong ngày hôm nay thì mình cũng sẽ đưa đến cho mọi người một giải pháp để mà chúng ta có thể tiết kiệm được cái tủ quần áo của mình, và đặc biệt là với những anh nam thường hay sử dụng cà ravat thì việc mà cất hay là treo cà ravat như thế nào cho nó thật hợp lý là một cái điều mà luôn khiến cho các anh phải đau đầu. Thì hôm nay mình cũng sẽ đưa đến cho mọi người một phụ kiện đến từ Heffler, chúng ta có thể sử dụng được cái giải pháp đó. Đây là cái kệ để mà chúng ta có thể móc cà ravat lên, sẽ gồm có 2, 4, 6, 8, 9, sẽ gồm có 9 móc, và đây sẽ có cái ray trượt khi mà chúng ta móc lên và chúng ta sẽ đẩy vào, sẽ tiết kiệm được không gian, và đến khi mình lấy ra thì mình chỉ cần kéo mạnh nó ra là xong, để rất là dễ dàng để mà sử dụng, đúng không? Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết khác thì các bạn đừng quên truy cập ngay vào link phía dưới nha. Chào mọi người.